Hà Nhân 123 xin gửi tới các bác một sản phẩm tủ cấp đông của hãng Sharp, có model là SJHS9X. Đây là nguyên thùng của chiếc tủ như thế này đây ạ. Đấy. Khi giao đến nhà các bác là hàng nguyên hộp, nguyên đai, nguyên kiện thế này ạ. Bây giờ thì tôi sẽ mở cái hộp này ra. Nhà máy đóng gói rất là cẩn thận và chắc chắn. Đây. Xốp này. Đây ạ. Đây là chiếc tủ của chúng ta. Cũng tương đối là nhỏ gọn và vừa phải. Phía bên trên này nhìn mặt này cũng khá là rộng rãi, có thể để đồ lên trên này cũng được, không có vấn đề gì. Để cho căn bếp gọn gàng sạch sẽ hơn. Chiếc tủ này thì có màu trắng, dung tích sử dụng là 86 lít. Và mình sẽ mở cho các bạn xem phía bên trong của tủ. Đây là phía trong của tủ, đây là thông số kỹ thuật. Tủ này khá là tiết kiệm điện, với chỉ 225 số điện trên 1 năm. Đây ạ. Tủ sản xuất năm 2019. Đây là thiết kế của tủ phía bên trong. Nó sẽ có từng ngăn như thế này. Đây. Đây, nó sẽ có từng khoang như thế này. Đấy, thiết kế từng khoang như thế này. Thì sẽ có một khoang này, 2, 3, 4 này, 4 khoang, và khoang dưới là khoang to nhất như thế này. Đây, đây chính là sách. Đây, tủ thiết kế 4 khoang như thế này, khá là tiện dụng trong việc để đồ ăn. Đây là tủ cấp đông, cho nên là chúng ta có thể phân chia giữa các thực phẩm, thịt một ngăn, cá một ngăn, rồi hải sản hay những cái đồ cần dùng một ngăn. Như thế rất tiện dụng cho chúng ta sử dụng trong công việc hàng ngày. Đây, ở đây ạ. Đây chính là chiếc tủ của chúng ta. Sản phẩm này thì đang có sẵn tại cửa hàng của Hành Nhật 123. Các bác có bất cứ thắc mắc, câu hỏi nào liên quan đến sản phẩm thì hãy gọi theo số hotline 0947 286123 để đặt hàng. Và hẹn gặp lại các bác tại những video tiếp theo ạ.